Hello cả nhà ơi, bây giờ Nhung chạy đi vòng vòng chơi, Nhung sẽ tới cái shop đồ cũ ở Mỹ á. Nhung quay cả nhà coi cho vui nha. Ở bên đây cũng có shop đồ cũ giống như là mấy cái đồ mà họ đem từ thiện họ cho để mấy người này họ bán á cả nhà. Hồi xưa Nhung mới qua Mỹ á, Nhung cũng không biết shopping, cũng không biết đường đi á. Thì Nhung cũng vô shop đồ cũ vòng vòng, Nhung coi đồ chơi cho bé Bi rồi mua ba cái đồ lặt vặt nữa. Quay cho cả nhà coi cho vui nha. Giờ mình chạy xe đi cho cả nhà coi ha. Tí xíu mình sẽ quay cho cả nhà coi. Đường mình chạy vòng vòng cả nhà. Cái khu này nè cả nhà, là họ họ cho mướn giống như là họ cho rent á, cho kêu là house town á cả nhà. House town đó giống như là nhỏ cho mướn mà nó hai căn ba căn nó dính liền á cả nhà. Giống như mấy người mà ở Việt Nam mới qua, mà thí dụ mình không có người thân á, mình muốn ở riêng á, thì mình mướn mấy cái nhà house town là mình ở nè. Giống như apartment nó thì nó là giống như chung cư, còn những cái khu cái nhà mà hao thao á là giống như nhà bình thường, nhưng mà nó hai ba căn nó dính liền với nhau, cả nhà gọi là hao thao. Mà mình mới qua Mỹ á, mình ở mấy cái nhà vậy mình xếp tiền được cả nhà, mình mới có dư, rồi vài ba năm sau mình mới mua nhà giống như vậy á. Thường thường là mấy người Việt Nam qua thì ai cũng vậy. Giống như ngày xưa Nhung mới qua Mỹ thì Nhung cũng phải mướn apartment Nhung ở. Mình ở vậy thời gian rồi bắt đầu mình mới có điều kiện mình mua nhà cả nhà. Thank you.
đi về được nhà ông tiếng hả? Chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ quay vòng vòng shop đồ cũ mà ở Mỹ cả nhà. Cả nhà thấy không? Giờ mình đi vô trong shop mình quay cho cả nhà coi ha, coi cho vui nha. Bên đây cũng có shop đồ cũ cả nhà, giống như đồ nhiều khi nhà giàu người ta bỏ đó, người ta dọn nhà đó, rồi người ta bỏ lại, người ta cho vô cái hội từ thiện á. Đây quay cho cả nhà coi cho vui ha. Còn cái bà là bà ngồi ở đây làm sợ muốn chết rồi cả nhà. Đây nè cả nhà. Hồi xưa Nhung mới qua Mỹ á cả nhà, tất cả mọi người ở Việt Nam mà mới qua Mỹ á, thường thường á không có gia đình, không có family ở Mỹ á, thì mình thấy lúc mới qua ai cũng khó khăn á cả nhà. Rồi hay vô đây mua đồ nè, giống như nó lẻ được chút đỉnh, có nhiều cái còn mới họ cũng mua đồ trong đây bận nó cũng rẻ cả nhà. Thời gian trước mình mới qua Mỹ mình cũng không biết gì hết, thì mình nghe người quen chỉ cho mình đi vô đây mua những cái đồ mà Mỹ người ta nhà giàu người ta bỏ đồ á cả nhà, người ta bỏ đồ người ta mua đi á. Đó, rồi người ta cho vô cái hội từ thiện này nè, cho nên người ta bán để người ta lấy tiền này người ta làm từ thiện rồi đó cả nhà. Đó ở đây nè, quần đàn ông đàn bà, chú bác con mới cầm á, mẹ mới đưa con bỏ túi mà, mẹ mới đưa con nè. Rồi giống như ta nha, nè như mấy cái áo sơ mi đàn ông phụ nữ gì có đủ cả nhà, quần jean rồi đủ thứ. Với thường hồi trước Nhung mới qua Mỹ, Nhung hay vô đây Nhung mua mấy cái đồ nít rồi đó, tại hồi xưa mình không có biết đường đi á cả nhà. Rồi nhờ người quen người ta rủ mình đi chơi vòng vòng á, rồi cứ mình vô đây mình kiếm đồ mình mua giống như là có những cái đồ mà còn mới tinh đó, họ cho vô đồ nét đó, đồ từ thiện á cả nhà, rồi họ bán. Thì cũng có những cái đồ cũ, cũng có những cái đồ mới, giống như bàn tủ ghế rồi nè cả nhà. Đó giống vậy nè. Thì hồi xưa thì lúc mới qua Mỹ thì mình đâu biết đường đi, mà mình cũng đâu có biết shopping rồi xe cộ, mình không biết đường, giống vậy cả nhà. Rồi ai chỉ gì thì mình đi đó, rồi rủ mấy người quen đi chơi cái mình cũng đi theo chơi, rồi mình thấy đồ chơi baby, rồi lúc đó con mình cũng còn nhỏ, mình mua đồ về cho con chơi, giống vậy đó. Cái gì cũng rẻ được chút vậy đó. Giống như cái bàn này nè cả nhà, cái bàn là bằng gỗ cả nhà thấy không, chỉ có 20 đô nè cả nhà, mà cái bàn còn mới ra nè, 20 đô nè cả nhà. Rồi đây là cái bàn cơm nè cả nhà, đó cái bàn cơm á, ngồi 6 người 8 người vậy đó. Ở đây nó bán của cái bàn này có 15 đồng xu. Yeah, có 15 đồng nè cả nhà, bàn bự này luôn. Phải đó con, tại cái dưới đất nó bị lệch nè, cái bàn giống như bàn nhà mình đẹp thế nè. Cái này là 50 đồng, mà cái đó là 15 đồng. Ơ, nó có ghế luôn con.
25 đồng. Đâu cái đó người ta bằng 75 đồng. 75 đồng có 4 cái ghế luôn nè cả nhà, bằng ăn. Coi đó. Nhưng mà cái kiến nó chắc. Đó cả nhà thấy không? Rồi đây cái ở đây có cái ghế baby nè, mua cho cái thì ngồi được nè. Đó. Rồi ở đây mà chính mua con cái ghế này bán lẻ, mình mua lẻ mình để cái bàn ăn của mình nè. Tại vì đó cả nhà thấy không? Ừ, cái ghế nằm của baby tủ. Quay cho cả nhà coi chơi vòng vòng chơi cho vui nha. Cũng có đồ mới, cũng có đồ cũ. Đó, quần áo cái shop này cũng lớn lắm cả nhà. Hồi xưa không biết cũng có nhiều người sau này ở Việt Nam qua Mỹ cả nhà. Người ta có người thân gia đình đồ đó. Rồi có người thân gia đình đồ cũng đỡ lắm, thì sau này mấy người ở Việt Nam mới qua thì họ có đỡ có cái bận mà đồ shop đồ cũ rồi cả nhà, thì họ đi shopping họ mua. Nhưng mà nói chung đồ đạc bây giờ cũng rẻ cả nhà, bây giờ họ online thì nhiều chứ họ ít có đi shop đồ cũ không cả nhà. Rồi đồ đạc mà online biết online mua cũng không có đi shop nữa. Mà cái thời gian trước thì Nhung mới qua Mỹ thì đường đi không biết, shopping không biết, rồi sợ lạc, sợ đồ đó. Rồi cứ đi với bạn bè cô chú quen biết rồi đó, cái dẫn mình đi mình mua. Mà nói chung thì quần áo thì cũng ít có mua, nhưng mà chỉ có mua ba cái linh tinh được. Cũng có những cái mới, cũng có những cái cũ cả nhà. Rồi mình lựa đồ mới mình mua, ví dụ vậy nha. Hồi xưa cái thời đó ai nhớ lại, nhớ lại thì thật là đau lòng. Nhưng mà thấy Việt Nam đó. À, ở đây cả nhà thấy dài không? Đó. Dài nói chung là dài cũng dài tốt nha cả nhà. Dài da tốt không á? Đó, cũng có đồ cũ mà cũng có đồ mới. Dài xịn có, dài dởm có, dài này da tốt nè cả nhà. 10 đồng. Đó. Đó, đủ loại dài, đây nè, dài nè cũng dài tốt nè. Nè. Cả nhà thấy không? Mà size bự quá trời luôn. Đây mấy cái dài này đó nè. Đây là họ đem từ thiện, giống như nhà Nhung lâu lâu á, Nhung cũng dọn 4 5 bao đồ Nhung bỏ. Bỏ ra để trước á. Mình làm miếng bưng đi cho thì mình để trước. Để trước thì mấy người Mỹ họ họ đi ấy, họ xin á, họ đem về họ bán ra sale á cả nhà. Thì họ bán ra sale thì họ bán tại nhà. Còn nhớ như mình đem đi cho thì mình phải đem tới chỗ mình cho, giống vậy đó. Con nó nói vậy. Đây, shop này cũng lớn cả nhà, đó đồ baby nè cả nhà. Đó cả nhà thấy đồ baby lớn không? Đó. Đó. Đó như nếu mà quần áo mình dư á, mình đem tới đây mình cho họ. Họ giặt giũ vũ sạch sẽ rồi họ bán. Họ bán 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng ví dụ vậy. Rồi cái tiền đó họ làm từ thiện hay gì thì mình không biết, nhưng mà đại khái là quần áo mình dư á, mình không xài nữa mình cho họ. Họ giặt giũ lại họ xài họ bán. Đó. Ở đây đồ ở đây nữa nè, cả nhà thấy không? Ở đây là shop đồ cũ nha cả nhà, không phải là shopping. Quay cho nhà coi bên Mỹ cũng có shop đồ cũ. Rồi Nhung cũng có làm cái video chợ trời ở bên Mỹ á cả nhà. Cả nhà chờ đón xem nha. Chợ trời bên Mỹ á, thì mùa này á, nói chung là không có bán đồ nhiều. Nhưng mà quay coi cho cả nhà coi cho vui thôi. Mùa hè á, thì họ bán đồ nhiều và Nhung quay nó nhiều hơn. Nó vui hơn. Còn mùa này thì nó mùa đông. Cho nên hôm nay á, trời ấm áp thì chắc có lẽ họ cũng bán á, nhưng mà không có đông cả nhà. Đó, cả nhà. Ok,
Ok cả nhà ơi, bây giờ mình đi ra ha, mình quay cho cả nhà coi chơi vui tí xíu thôi. Mình đi ra. Ok cả nhà, bye bye cả nhà nha.